các quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thời gian trước đây, trước năm 2005, khi chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế về việc dự phòng, phòng chống phơi nhiễm HIV, các cán bộ chiến sĩ công an, thậm chí là các cán bộ y tế trong lực lượng công an còn thiếu thông tin về vấn đề này, nên nhiều cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực cảnh sát hình sự, ma túy, quản lý hành chính, trại giam, bị phơi nhiễm mà không có kiến thức về phơi nhiễm và không được điều trị phơi nhiễm. Và rất không may, một số người đã vô tình nhiễm virus HIVS từ đối tượng trong quá trình làm nhiệm vụ. Họ đã phải chấp nhận sống chung với vết thương không mảnh đạn này, một cuộc sống có quá nhiều sự hy sinh. Nhớ lại câu chuyện của đồng chí Nguyễn Thành Dũng, nguyên trung Ý, đội cảnh sát hình sự công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Vợ anh và rồi anh cũng mất đi vì virus HIV. Để lại cuốn nhật ký cho con trai gây xúc động, lai động tất cả tâm hồn độc giả. Anh Dũng hy sinh vào ngày 13 tháng 6 năm 2006, sau 5 năm gắn gượng chiến đấu với virus HIV mà anh vô tình bị lây nhiễm. Vợ của anh Dũng cũng đã ra đi vào tháng 12 năm 2005. Họ để lại một đứa con nhỏ vừa qua tuổi lên 10. Trong cuốn hồi ký của anh để lại cho con trai, anh chỉ nhớ rằng vào tháng 10 năm 1998, trong một lần kết hợp với công an phường 8, quận 11, mai phục triệt phá một ổ buôn bán ma túy, ba bị tai nạn. Một thêm tội phạm ma túy đã vật lộn và đâm ba. Có lẽ nó đã bị virus HIV. Tháng 11 năm 2000, trong khi trinh sát tại công viên lãnh Bình Thăng, bà bị một đối tượng dùng kim tiêm đâm lén từ phía sau rồi bỏ chạy. Trời tối và đang làm nhiệm vụ, bà không đuổi theo. Về đơn vị, bác đội phó kêu ba đi chích ngừa, nhưng bà đã không đi. Tháng 2 năm 2002, anh Dũng bị sốt cao kéo dài, nghĩ là mình bị sốt rét anh vào nằm viện 30 tháng 4 và xét nghiệm máu. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, vợ anh bật khóc nức nở, còn anh thì chết lặng. Sau đó, gần 5 năm trời, vợ chồng anh Dũng đã phải chống chọi với virus HIVS. Anh chỉ ân hận một điều rằng mình đã không biết sớm để tránh lây nhiễm cho vợ. Niềm an ủi duy nhất, hạnh phúc duy nhất của hai vợ chồng anh Dũng là bé Nguyễn Duy Minh, xét nghiệm âm tính những ngày sau đó hai vợ chồng anh dũng cứ kìm nén nỗi khao khát được ôm thằng bé vào lòng khi phát bệnh nặng vợ chồng anh dũng đã gửi hẳn bé minh về bên ngoại có khoảng thời gian anh chị thật sự tuyệt vọng vợ anh dũng có lần định uống thuốc ngủ tự tử còn anh lại chẳng màng việc ăn uống uống thuốc nhưng rồi cả hai cùng trấn tĩnh lại nương tựa động viên nhau để có thể nhìn thấy đứa con họ yêu thương lâu thêm chút nữa và rồi chị sống với anh hơn 4 năm nữa Đến cuối năm 2005 Chị qua đời 6 tháng cuối đời nằm trong bệnh viện Ngày nào anh Dũng cũng gọi điện cho con trai Nhưng tuyệt nhiên không một lần anh cho bé Minh vào bệnh viện thăm bố Rồi anh cũng đã ra đi Trong sự thương tiếc và tiễn đưa của nhiều người Tai nạn trong nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi Nhưng vướng vào căn bệnh này Là sự khó khăn đau đớn dày vò cả thể xác lẫn tinh thần đòi hỏi phải có sự kiên cường rất cao trong ý chí. Một trường hợp nhiễm HIV trong quá trình làm việc xảy ra với chính một cán bộ chiến sĩ ngành y tế. Đó là thiếu tá Nguyễn Quang Ánh, làm y sĩ trực tiếp khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân tại trại giam Thủ Đức. Cách đây 15 năm, vào khoảng 8 giờ 15 phút ngày 6 tháng 7 năm 2001, anh Ánh đã trực tiếp cấp cứu phạm nhân Bùi Văn Phú tại bệnh xá phân trại số 3, trại giam Thủ Đức. Phạm nhân Phú bị nhiễm HIVS đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện Phan Thiết, sau đó được chuyển về điều trị tiếp tại phân trại số 3, trại giam Thủ Đức. Trong lúc đang điều trị, đối tượng này đã dùng mảnh sành tự rạch vào động mạch tai, bụng và đùi mình, sau đó dùng ca hứng máu rồi hâm dọa cán bộ và một số phạm nhân khác. Trong tình huống như vậy, anh Ánh lúc đó đang mang cấp hàm trung úy, đã phân tích giáo dục nhưng phú không nghe. Hắn còn cầm ca máu nhiễm bệnh của mình hất lên người và mặt anh Ánh. Do chủ quan, anh Ánh không nghĩ đến khả năng mình bị phơi nhiễm HIVS và cũng không đi xét nghiệm. 3 năm sau, vào ngày 15 tháng 7 năm 2004, anh Ánh đưa vợ đi sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an. Đáng lẽ đó phải là ngày hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng trẻ khi đón nhận tiếng khóc đầu đời của đứa con mà họ hằng mong đợi. Thế mà khi vào làm xét nghiệm để sinh con, Bệnh viện 30 tháng 4 đã phát hiện cả hai vợ chồng anh ánh bị nhiễm HIV. Tình dữ khiến đôi vợ chồng trẻ đau đớn bàng hoàng. Vợ anh, sức khỏe đang rất yếu, sau sinh đã không thể trụ được. Sức khỏe của anh cũng đã bắt đầu giảm đi nhiều. Anh đã chuyển sang giai đoạn S, phải điều trị bằng thuốc kháng virus phát độ bậc 2. Tuy nhiên, anh Ánh cũng đã được ông trời ban tặng một niềm vui. Con gái bé nhỏ của anh đã không bị nhiễm HIVS từ bố mẹ. Cháu bé được gửi về cho ông bà nội ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Dù nhớ con gái lắm, nhưng anh không dám về thăm thường xuyên. Vì sợ rủi mai, anh lại lây căn bệnh chết người này cho con gái. Sức khỏe yếu đi vì căn bệnh hiểm và những tác dụng phụ của thuốc điều trị, nhưng hàng ngày, anh Ánh vẫn cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Anh Ánh nói, bản thân anh dùng nghị lực của mình, nỗi đau mình từng trải qua để chia sẻ với các bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối, mỗi khi thấy họ thiếu động lực sống. Đối với anh, phạm nhân đơn giản là những bệnh nhân đang cần được chăm sóc sức khỏe cần một bác sĩ lương y như từ mẫu nên chưa bao giờ anh coi họ là kẻ phạm tội. Lại thêm một trường hợp cán bộ chiến sĩ bị nhiễm HIV trong quá trình làm việc của anh T, trực thuộc cơ quan công an quận X. Hoàn cảnh gia đình của anh không khỏi khiến nhiều người xót xa. Khi được hỏi, anh T kể lại, tháng 10 năm 1998, khu vực bãi đất trống bây giờ là trường Chu Văn An quận X là một ổ buôn bán ma túy của những con nghiện trẻ sau thời gian điều tra công an quận ít quyết định tung một mẻ lưới lực lượng cảnh sát hình sự chống tệ nạn xã hội của cơ quan quận ít đã tóm gọn từng tên trong ổ độc đó khi cảnh sát hình sự ập vào bọn tội phạm đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát anh tê được phân công chăm sóc một tên cao to bậm trợn với những hành xăm vằn vện trên tay anh đã cùng hắn vật lộn trên một đống xà bần đổ nát cứa đứt thịt da hắn điên cuồng đâm nhiều nhát vào người anh máu anh và máu của tên tội phạm cùng đổ cuối cùng tên tội phạm gieo cái chết cũng đã phải thúc thủ trước sự dũng cảm của anh tháng tư năm 2001 sau một đợt truy quét những đối tượng tổ chức lấy chồng đài loan tại công viên lãnh bình thăng anh thấy nhiều kim tim còn dính đầy máu tươi của con nghiện vương vãi nhiều nơi trong công viên sợ người ta giẫm phải anh lặng lẽ nhặt từng chiếc đem bỏ vào bịch trong lúc sơ ý anh đã đánh rơi một chiếc kim tim làm bàn chân của anh chảy máu anh tê không biết cụ thể mình đã bị dính con virus hiv trong trường hợp nào anh chỉ thở dài coi như một tai nạn thôi chỉ buồn là mình không biết sớm để tránh cho vợ tháng 2 năm 2002, anh T bị sốt cao kéo dài và mỗi lúc hoàng hôn. Tưởng bị sốt rét, anh vào nằm viện 30 tháng 4 và xét nghiệm máu. Các bác sĩ đã biết anh bị nhiễm HIV nhưng không dám để anh biết mà thông báo sự việc về cơ quan quận X. Một thời gian sau, anh được thông báo và kết quả còn đau lòng hơn khi cả vợ anh cũng dương tính với HIV. Anh hoàn toàn suy sụp. Anh vào viện tiếp nhận điều trị trong chán trường tuyệt vọng Nhưng vợ anh lại rất kiên cường và hết lòng chăm sóc anh Phần anh là cán bộ nhà nước Nên tiền thuốc men đặc trị cho căn bệnh này được hỗ trợ Nhưng còn chị thì phải tự mình gồng gánh Loại thuốc dành cho căn bệnh hiểm nghèo này lại đắt đỏ Mọi thứ trong nhà cứ phải bán dần đi Đến chẳng còn gì Anh chị lại nhường nhau từng viên thuốc nhường nhau sự sống trong tuyệt vọng và nỗi lo đau đáo về đứa con còn nhỏ dại, mẹ già đã ngoài 75. Cũng còn một điều may mắn là kết quả xét nghiệm của cháu bé là âm tính. Đây là niềm an ủi và hy vọng lớn lao nhất của vợ chồng anh Tê lúc bấy giờ. Nhìn con cười, con khỏe mạnh, hạnh phúc là thế, nhưng còn cái chạnh lòng nào hơn khi cả đến việc ôm con vào lòng, cho con sự ấm áp của cha mẹ, anh chị cũng không thể làm được. Kể về cuộc sống của mình, anh Tê chỉ cười, anh vẫn là người chiến sĩ công an. Để lo cho gia đình những ngày tháng còn lại, anh không cho phép mình gục ngã lần nữa. Trong thâm tâm anh, không mong một sự giúp đỡ nào từ xã hội. Anh chỉ mong người thân và xóm làng nếu biết chuyện của gia đình mình, sẽ không đối xử cá biệt với con anh để nó được đi học và sau này giúp ích cho xã hội nhiều hơn cha. Có một điều mà khiến ai ai cũng phải thắng phục đó là ý chí là nghị lực của những cán bộ chiến sĩ bị phơi nhiễm nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ mà chúng tôi đã gặp và tìm hiểu các anh không một lời thang không một lời kể công về sự hy sinh của mình trong công việc và các anh dũng cảm lao vào cuộc chiến đấu với tội phạm mà bản thân họ đã quá thấu hiểu những nguy hiểm tiềm ẩn họ dẫu phải trải qua những giờ khắc lo âu những hy sinh rất đau đớn khi phơi nhiễm nhiễm hiv nhưng vẫn không hề trùng bức. Có lẽ chỉ có một câu trả lời là bởi vì họ là chiến sĩ công an nhân dân. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!